Vậy là vợ mình cuối cùng cũng đã được ra ngoài rồi mọi người ạ. Sau một tháng thì hôm nay theo chân hai tụi mình đi tiệc nhá. Thì makeup còn gặp chị Thúy Ngân nữa này. Ông bố mẹ Bỉ hôm nay tham dự tiệc sinh nhật của chị Diệp lên nhá. Đến nơi là phải thốt lên wow một cái, tại vì bữa tiệc cực kỳ hoành tráng nha. Mà đã hoành tráng này thì tôi phải lao vô đạo diễn cho chị tôi một cái clip liền. Chị Diệp là một trong những người truyền cảm hứng cho Dương rất lớn trong lĩnh vực kinh doanh và livestream, bởi vì chị sở hữu chuỗi 13 cửa hàng giveaway và là đại sứ thương hiệu cho một hãng skincare, cộng với việc collab với những brand rất là nổi tiếng như là YSL. Ở cạnh vợ tôi là tôi cũng đã áp lực rồi, mà giờ tôi có thêm một người chị như này thì tôi phải sống sao. Nhưng mà chị cũng là người giúp đỡ và cho mình nhiều định hướng và lời khuyên trong công việc lắm ấy. Đố mọi người biết bạn này là ai, vợ mình hâm mộ bạn này lắm đấy. Sau khi thủ tục chụp hình và check in đã xong thì tôi đành phải bỏ vợ tôi lại để tôi đi sinh nhật bạn thân của tôi. Happy birthday Big Boy. Cậu bạn này khá là đặc biệt đối với mình ấy, tại vì bạn ấy không phải là người Việt Nam mà là người Đài Loan mọi người ạ. Nhưng mà có hiểu tiếng Việt một chút, chứ còn chủ yếu là bạn ấy sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Tiện qua thăm nhà mới tân gia nhà bạn luôn. Để cho mọi người xem, đây là chỉ là cái tầng hầm thôi, để nơi gặp gỡ bạn bè rồi vui chơi đồ này kia đó mọi người. Mà nó to như cái nhà của tôi rồi. Lại còn có cả cái phòng bí mật dưới hồ bơi nữa đây này, trời ơi. Và có cả rạp chiếu phim ở dưới tầng hầm nữa, cộng với cả một phòng để đánh bóng bàn nữa mọi người ạ. Cái nhà mà tôi cứ tưởng là cái trung tâm thương mại không ấy chứ. Như vậy là quá xuất sắc rồi bạn ạ. Sinh nhật bạn tôi không biết chúc gì hơn, chỉ mong là bạn sẽ gặp tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Happy birthday Big Boy.